Đây là gia đình chuẩn bị cháo trắng và cũng như là những cái dụng cụ để mà trục vong em á cô chú gì. Thì chiếc xe này thì gia đình của em Linh thuê từ ở dưới Thoại Sơn, An Giang lên đây luôn cô chú chị ạ. Chú đang cầm hai máy nè, chú đâu có cầm được đâu. À, cô ơi, cô cho con hỏi một xíu nè. Giống như là mình thuê thầy ở trên này ha. Ở quê thầy ở đây. Ở đây như vậy là mình có thầy có đi theo mình về quê luôn không cô? Không biết, chưa hỏi. Cô chưa hỏi không biết. Không, thường thường là con thấy là giống như mình trục vong á thì thầy sẽ theo về nhà luôn ha. Còn này là thầy là ở đây. Cô chưa hỏi vụ này. Sao cô không hỏi thử? Cậu đây nè, đưa cho cậu này nè nè bà. Dạ tại vì thầy á là nhà ở trên Bình Dương cô chú anh chị. Thì không biết thầy trục hồn của em xong rồi thầy có về với gia đình không? Đây là con gái của Ngọc Linh. Ê, có lấy thỏi em không? Đừng chọc em con, đừng chọc em. Đi vô chỗ mấy. Đi vô lấy đi con. Hiện tại thì mẹ của em Linh cũng đang hỏi thầy thử là có theo đi về dưới An Giang luôn á không cô chú gì. Tại vì quê của thầy là ở trên Bình Dương. Sao rồi cô? Thầy nói là khỏi về cũng được đó. Mình ổng đưa lên xe rồi thôi. Rồi ổng khỏi đi theo. À là thầy trục vong xong thầy đưa lên xe là thầy khỏi đi ha. Khỏi. Dạ. Mình tự mình về. Dạ. Mình như cái quán bên phải mở cửa. Dạ. Dạ. Cái này là giống như là mình trục xong là mình lên xe mình đi về liền á chứ đâu có ghé đâu hả cô ha? Bởi vì mua cơm. Dạ, mua sẵn sàng nước. Dạ. Cắt tới giờ chứ con. Bây giờ chỉ thôi mời mấy đứa đi quan cơm đi. Dạ, dạ, dạ. Mình cứ mình làm công việc đi cô, không sao, tụi con không sao cô. Dạ. Thấy trời hôm nay chỉ mưa quá trời. Dạ, tại vì nay nó ảnh hưởng bão á. Hôm qua mưa lớn lắm. Mưa từ chắc lớn mưa giờ giống như đầu hồi không mưa rồi cái gì. Lâu lâu mưa nữa, tối thì có mưa. Dạ. Bây giờ thì gia đình của em Linh cũng đang sửa soạn để mà qua bên ký hông của quán karaoke ăn phú cô chú chị để mà trục vong em Ngọc Linh về. Giờ thì gia đình của em Linh cũng tới bên hông của quán karaoke cô chú chị. Ủa bên đó luôn hả ta? Bên đó hả? Cô. Cô ơi. Bữa giờ là con thấy là trục chỗ đó đó. Vô hỏi đi. Tùng vô hỏi đi Tùng. Mẹ vô hỏi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Để mẹ vô. Cái đó trước cửa nhà tao cho. Thầy mấy thằng kia cũng bầu ở đây là thầy.
đúng rồi, phải hỏi ta một tiếng. Anh Năm đứng đây đi để họ hỏi đã. Ra bây giờ mình xin lại, mình đứng ở ngoài trước cửa đó mình cầu đi, chứ chỗ đó nó không có cửa ra, nó không ra được. Thầy ơi, bây giờ mình lại trước cửa đi, chứ chỗ đó đâu có cửa ra đâu mà nó ra. Tính tiền chứ ngay đang bây giờ sửa lại. Ở bên xe. Cái xe đâu rồi? Có còn cái gì cúng trên xe nào không? Kiểm thôi, có còn. Rồi đi lại đó đi, đặt cái bàn xuống. Dạ, tại vì ở ngoài đường cho nên là nó hơi ồn á, cô chú chị cũng thông cảm luôn à. Thì quán karaoke cô chú chị cũng mới chưa có mà mở cửa được á, thì gia đình sẽ đứng ở phía trước cái quán luôn nha cô chú chị. Giờ thì gia đình cũng đang sắp đồ ra cô chú chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe đó Bảo. Dạ hiện tại thì Thủy cũng đang ở ngoài đường á, cho nên là nó hơi ồn một xíu, chỉ mong cả nhà thông cảm thôi ạ. Dạ thưa cô chú chị, thì ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9 ở đây thì gia đình của em Thái Thị Ngọc Linh 26 tuổi quê ở An Giang thì tới trước quán karaoke An Phú ở Bình Dương để mà trục hồn em Linh về cô chú chị. Thầy cũng đang chỉ cho người nhà bày đồ dùng ra để mà hốt lấy ba chung trà đây, để đây nữa, ba cái chung với chén cơm trứng vịt để đây nè. Cảm ơn anh. Giờ là khóc hoài luôn cô chú. Rồi để ba chung trà vô đây. Đèn đèn để lên đốt đèn nước này gì cháu ơi. Để đây, để trước nè. Cái chồng này giờ cũng chiên mà.
hai cái món ông này hai chỗ ông cũng nghiêng màu, một chậu uống bắp tay với một chậu biết rồi đây nè, rồi để mé mé nè, để mé mé nó gần gần được không sao đâu, rồi từ rồi để đây đi đó, rồi cái kia để mé mé đây nữa rồi được rồi, không cần để xa đâu, phải để xa nó ra đường người ta, đường người ta đi á, tính để một rồi để dưới đây đây. Linh 26 tuổi quê ở Thoại Sơn, An Giang, thì ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9 Tây, gia đình của em lên đây để mà trục hồn em về cô chú chị. Thì Thủy xin kết thúc video ở đây nha cô chú anh chị. Thủy sẽ cập nhật những video tiếp theo để gửi đến cho quý ông bà cô bác cùng theo dõi ạ.